Chào các bạn, bữa nay chị Hai làm bim bim chuối để ăn Tết nha. Hai đáy chuối, này là chuối sim đen, hôm qua anh Hai đốn ngoài ruộng vô nè. Anh Hai đi ruộng cắt cỏ cho bò, anh Hai thấy anh Hai chặt vô luôn. Chín bói. Ta đốn hết buồn rồi. Ai? Còn chuối đó anh Hai mình để già đốn đi ra, người ta đốn mất tiêu rồi. Còn đường này nè. Vậy là bị ăn cắp á hả? Ừ. Mình nói chân này người ta không phải người ta đốn, mình đâu có biết. Bởi chồng ngoài ruộng á, còn thì ăn mất thôi chứ. Sao hai đường này người ta không thấy gì chứ? Dạ hả, nó nằm trong lùm hả? Đang trong lùm, tại nó không có đi thăm chừng nữa thì gì. Không đi ngang, giờ nó không đi ngang, nó không thấy. Ngoài ruộng, đâu phải nằm trong lùm đâu. Ở mùa kia bự lắm. Rồi, uổng nha. Thì chị Hai bào cái vỏ kìa. Đây là đạn chuối sim đen. Chuối này nó vừa già mình làm cũng được nữa. Nó ngon. Này chín bói rồi, nãy hai nãy chứ gần nãy chót khi nãy kế chót mà ở trên nó hơi vàng vàng hết rồi, không làm được. Vừa già làm ăn nó giòn. Chú dông làm cũng được. Chú già cũng được. Chú già cũng được luôn. Chị Năm lái nhớ bà làm chú già ngon. Tết mình làm mấy cái này chứ ăn nó không có ngán. Chuối rồi múc phai lang. Phai lang chiên cũng ngon. Hai nặng vô trong thao nước đó, hai cái chanh cho chuối nó trắng, tại vì chuối sống mủ nhiều lắm. Cái này mình có cần phơi nắng cho ráo không hai? Bào xong rồi đầu vớt ra để mà nướng cho nó ráo chút đi rồi mình chiên ha. Để ướt nhẹp. Nhưng mà mình chiên họ nó giòn nè. Chứ mới đông dốc hơn rồi. Ngọt nó vàng luôn rồi. Tại không có mình làm đỡ đi. Bởi vậy nhiều lắm. Hai đã gửi không hai? Hai nãy gửi. Chiên nãy còn chiên còn xốp xốp lên nhiều nữa. Bung lên. Khi mà bào ngâm chanh cho nó trắng xong rồi mình xả hai ba nước đó, cho nó thiệt là sạch. Bỏ vào trong cái xịa nè. Cho ra ngoài nắng đó, mình phơi khoảng chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ đó, cho nó thiệt ráo. Vô mình chiên cho nó mèo. Ráo nước chiên nó mèo. Bữa nay chị Hai làm chả giò à? Đây là khoai lang, khoai cao với nấm mèo. Mà bữa nay chị Hai làm chả giò này ngộ lắm nha. Ngộ lắm chứ. Ngồi biết rồi. Ngồi rồi biết. Nên làm chả giò món mới này mới á. Đó giờ chưa ăn luôn. Chưa ăn luôn nhưng cũng lạ mà giá bánh cũng lạ.
làm thử này ăn cho nó ngon không. Mà mắc rồi, bữa vô coi cái clip đó, vô coi á, thì vô coi bình luận á, hay coi mà đúng không? Coi có khúc à. Thấy mọi người ai cũng quan tâm tới nó hết trơn, quan tâm tới gia đình mình. Trời ơi, đọc mà xúc động mừng khóc động luôn. Quá trời luôn. Mẹ con hồi rớt nước mắt hết thấy đường đâu trời. Vừa đang xúc động rồi thêm mọi người quan tâm tới nữa càng xúc động thêm. Đây là không có gặp mặt ở ngoài chỉ thấy gì thôi mà thấy quan tâm tới gia đình, quan tâm tới nó cũng như là trong nhà, chẳng như trong nhà. Coi rồi thấy khóc rồi, hết thấy đường đọc chữ luôn. Thấy xúc động thiệt. Thì nó qua bển giờ nó ở tháng đầu hơi khó khăn chút xíu, đi học rồi ăn uống cũng không hợp khẩu vị. Rồi qua Tết, một tháng đầu á, tháng đầu mất học rồi, rồi qua một tháng mới vô việc làm. Ở đây sửa xe phải chi mà có mặt bằng sẵn á. Thì mình sửa xe thì cũng được, đi có nhiêu mình ăn nhiêu. Còn này mần đi quay tới tháng đóng tiền nhà hết mấy triệu tiền nhà rồi, đâu có dư. Mới cho nên mới đi làm gắn đi bỏ xứ 3 năm kiếm mà ít vốn về ra làm tiếp. Bỏ xứ đi tới 3 năm trời. Nãy giờ gọi nó mất máy, nó đang học. Ban ngày nó đang học tới tối luôn. Tối gọi cho nó. Tối gọi được. Ngày ta đang học. Hôm qua không có gọi về. Chắc bữa nay gọi à. Gọi về nói chuyện rồi. Tao mất muốn khóc luôn. Hai mít ướt. Dễ xúc động quá. Bởi Nguyên nó nói em mới hai mít ướt. Kỳ cục nó luôn. Màu xong rồi nó chết chết. Này nó lục rồi nè. Hai bó bột ngọt, hạt nêm, đường. Có kem bó bột mình đâu rồi? Ở trong. Ướp để này cho nó thấm rồi phải cuốn chiên. Giờ chỉ hai chiên chuối. Dầu nó nấu rồi, để vô chiên. Nãy mình phơi nắng là nó ráo, nó khô nước rồi nè. Chiên nó dễ. Thank you.
nguyên. Má hai làm món này con thích không? Má hai không có để gừng. Này mấy đứa cháu nhỏ nhiều nó không có thích ăn gừng, mình không ăn gừng, heo để gừng nó mới ngon. Đâm gừng nhắc vô. Nhắc vô thơm à. Này thiếu gừng với thiếu mè. Này ruột, mè trắng ha. Mè gắt vô nữa thấy hấp dẫn lắm. Đi đợt sau làm mua mè. Như sao chứ ra chặt mè để chú già. Ờ sao làm chú già. Như để gừng để mè vô. Cái này làm cho mấy đứa nhỏ nó ăn khỏi gừng nó cay nó ăn không được. Làm tớp này trước. Ừ, làm tớp này trước. Ngoài có buồn chú già kìa. Buồn chú của chị bự. Ừ, đứa nó làm biết bao nhiêu mà nói. Làm vài nãy thôi chứ làm nhiều. Ăn ăn cả là luôn. Sao làm dắt gừng. Để vô đâm gừng dắt lấy cái nước ha. Rồi cái mè nữa ha. Ừ, mè nữa. Giống như có người ta bán vậy đó. Giờ hai cứ đường vô. Hay là chén đường mình quậy sẵn mà. Quậy chút xíu nước à nha, đừng để nhiều quá. Quậy cho nó sạch sạch, sạch sạch với nó. Sạch sạch à. Rồi mình ngứ lên đảo rồi cho nó đều. Chuối này nó vàng rồi á. Mình mới bỏ vô. Vàng nó dầu nó dưới nước đường để vô. Tớp đầu nó không dính đường, tớp sau mới dính nha hai. Ừ. Ha. Ừ. Đó dính rồi đó. Để mình đảo lên cho nó đều. Mình vớt ra. Ê bỏ mấy cái miếng kia nãy nó không dính vô luôn hay. Trộn rồi. Rồi vàng đẹp không? Ừ. Rồi vàng vừa. Đó giờ nó dính đường rồi đó. Nãy cái đầu tiên là nó không dính. Cứ nãy rứa hơi ít quá. Ừ. Rồi xong vớt ra. Làm đơn giản mà ăn lại ngon. Tết thì ăn ba bánh mứt rồi ăn giống như ăn cục đường vậy, ngọt ngán quá. Cái này mình cũng chế ít đường thôi à, cho nó hơi ngót ngót vậy đó, chứ ngọt quá ăn ngán lắm. Ngọt chắc cũng ngán nữa, vừa thôi. Vớt tớp đó xong rồi cái nước dầu này nè, cái mình bỏ tớp khác vô chiên rồi cứ chiên vàng cái rứ đường vô xong rồi vớt ra cứ làm vậy hoài nào hết chuối thôi à. Muốn ăn gừng ăn mè thì mình bỏ vô đây luôn. Có gừng có mè nó là ngon. Mình cũng bỏ đại vô vậy đó ha này. Ừ, gừng thì mình đâm mình vớt nước để vô đường nè. Ừ. À. Là nó bay mùi gừng rồi. À. Rồi mè. Rồi mè. Mè thì mình dắt mình chế đường vô cái mình dắt mè vô là nó dính trong rồi. Ừ. Cái vớt chuối ra. Chuối ra. Cũng đơn giản. Này rảnh rảnh làm buồn buồn ngồi ăn chơi. Ngồi ăn hồi viền nhóc nhai hoài luôn. Ăn ăn mắc ngay nhai hoài hả? Ừ. Nó ba đậu phộng vậy đó. Không ăn thôi, ăn hồi cả nấm vậy. Nhai hoài. Chuối mình nó vàng rồi cái mình dưới muỗng đường vô mình trộn đều lên là nó thấm hết. Cái chuối của mình nó vàng nè các bạn. Là rồi mình cứ rưới giống như nãy chị Hai làm vậy đó. Như đây là mình rưới hai muỗng đường này vô. Tự động đường nó sẽ dính vô chuối. Còn bao nhiêu đây nữa là hết rồi. Chiên này cũng mau chứ không có lâu.
mình quậy cho nó đường nó dính vô chuối hết trơn rồi bắt đầu là mình vớt ra. Chị hai chỉ biết có bánh chưng nữa hả? Cái này mình làm không có hao đường á Tư. Rồi em quậy chén đường mà rồi làm nhóc có chân chuối luôn mà còn nhiêu đây nè. Dư xuống chút xíu à. Mà trong chén đường này có dặn chút muối nữa mới ngon. Ngoài chuối nó ngọt không? Ngọt. Lâu vậy. Đó, được một xay luôn, một xay chuối luôn. Để Tết đãi đó. Mấy nãy chuối nhiêu đây, mấy nãy chuối nhiêu? À, 2,5 nãy. Nó giòn tan trong miệng luôn. Ngon quá. Còn nhiều chuối hay nhiều chén đường nó dám dư lắm ạ. Dư, dư. Dư. Ừ. 2 muỗng à. Quên hả? Đá lỗ hả? Dầu vậy rồi nước luôn hả? Ừ. Rồi vớt ra. Ừ. Vớt ra. Vậy đó. Đơn giản không? Đơn giản. Cũng mới học thôi chứ tài ba vậy. Món này là chiên ăn không mà. Vậy. Lần nãy mình nói với các bạn á là cái bánh tráng này nè. Không làm được á. Bà hả, mình làm mà bánh tráng bò bía gì á, bịch xanh xanh cái nhỏ nhỏ á. Nay mình chích bánh tráng này nè. Này bánh tráng cuốn gỏi cuốn ăn á, bánh tráng của Uyên. Các bạn bây giờ với Uyên sẽ làm bánh trắng. Giờ chị cái đuôi để Uyên luôn phải không? Để Uyên nuôi luôn. Cho nó lú cái đuôi ra từ. Cho nó đẹp. Vậy. Ừ. Vậy. Ừ. Mẹ có lấy cho con khúc bánh tráng cu cũng thử. Mình sợ con tôm nó nằm chính giữa nó bị nín nó không chín cho nên mình luộc con tôm chín rồi mình bỏ vô tượng trưng thôi. Ô mẹ lấy cho con khúc bánh tráng chưng thôi là màu nè đẹp không nào đây thôi không cho con làm hết trơn. À, đẹp chưa? Mở tôi làm cho con xít đi. Con không có biết làm, con làm một hồi nó bung nó xúc ra hết trơn, lấy gì ăn? Để coi ăn coi bánh tráng này chiên coi nó ra thế nào nha, nghe nói cũng giòn lắm. Giòn lắm. Làm cái gì? Không biết làm. Không biết làm sao biết. Con biết làm mẹ không cho. Biết không? Mấy Nhi không biết làm sao con biết làm được. Rồi mấy đứa này nó dán bung hết. Con ăn. Không có bẻ cái đầu vô luôn. Hồi luôn đi. Ăn miếng nha mẹ. Bẻ vô em sợ hồi nó bị sống. Nó dày quá hả? Tại mình nhập bánh lại nữa, nhập đâu lại nữa. Này nó hơi dài ha. Dạ. Dạ vậy ha. Cái gì nó xấu vậy? Cái gồ ghĩa vậy? Cái phê cao nó mèo với cái gì nó vậy? Cái gì nó dạng dạng? Phê lan. Đẹp quá ha. Không đều quá chứ. Sướng chưa đi làm. Gì thôi. Trời ơi. Làm được chứ. Rồi bánh tráng này hả, nghe nói là nó giòn lắm, lấy chiên thử. Để chiên hả? Ừ. Ừ. Chế giò vậy đó. Dạ dạ nó tưởng đâu có cuốn. Là đồ cuốn. Chế giò. Nó mới là chung dưới tầng đây rồi ta.
Nâu. Lâu nâu. Chấm mắm nước chín nha. Thì mới tư làm nó bay ra. Chứ làm sao? Nó tới bước 1 là pha bột chiên giòn để chiên mấy miếng mực nữa. Mực chiên giòn, đây là chả giò chỉ tư cuốn không rồi đây. Mẹ với mẹ tư hai chị em cuốn á. Ừ, đúng rồi. Nói đúng gì. Mẹ không biết. Nói đứa thường mẹ tư không ha. Nó quen ha. À, giờ chị Tư bỏ vô chiên nha. Phỏng tay luôn hả? À, hãy là cầm cầm xuống thả thả vô hả? Nhúng tay vô chảo luôn. Lật lại chị Tư để cho nó đều. Lửa bự không vậy? Vậy nhỏ lên hả? Hả? Nhỏ lại chứ. Để ghiêu ghiêu á. Chiên mà. Chị hai ăn thử một cuốn là tình hình này rất là ngon nha các bạn. Giòn ngon. Đó vậy cái bánh tráng này mình làm cái bánh bò bía ở đây nó mềm mũi à, nó giòn nhưng mà nó giòn rất là mềm. Cái này giòn giòn gụm luôn. Giòn giòn hơi đủ cái bánh này chưa đâu. Cú Yên. Bánh tráng. Bánh tráng của người cuốn đó mình lấy mình cuốn cho giò nè. Nó không có vàng giống như cái giò của mình ở đây nha. Nó giòn. Như vậy là nó rất là giòn, nếu mà mình chiên cho nó vàng nữa nghĩa là độ trong nó sẽ khác hả? Sao mùi ngon thật chứ. Hồi nãy mình không biết, mình đứng ở bánh tráng này nó mau giòn lắm. Mình luộc con tôm trước, gốc luộc là khỏi luộc con tôm nó cũng sẽ chín thôi. Này mình khỏi luộc tôm, luộc cái hết nước ngọt rồi. Đây là mực lá, giờ mình sẽ bỏ mực lá vô bột mình chiên. Đây con phấy lên cho mẹ. Nha. Nha mẹ. Con phấy cho. Con phấy chừng nó rớt ra ngoài. Dạ. Cái đũa này khó. Sáng mình có mua hai con. Có rau kìa mẹ, mẹ bỏ rau vô. Từ từ mẹ bỏ. Yeah. Quen nó khoái ăn rau à. Không khoái ăn với mình. Cái giò thì đã xong rồi, giờ là tới mực thôi. Mấy bạn chờ mẹ cho bé Quyên làm. Chị hai xuất hiện xong rồi chị hai biến mất nữa rồi. Biết sao á hai con mà. Các bạn có thấy kiểu không được chưa? Chúng ta không được nha. Để cho con làm đứa thôi. Con làm cho đều thôi. Mẹ bỏ vô được không? Không á, con làm nó sẽ bị giòn thơm quá đi thôi. Giòn thơm quá mấy bạn ơi. Cho con làm cái này. Nó giống như cái chú chiên vậy đó. Đâu rồi, đâu rồi. Con chỗ nóng, con đi ra chỗ khác đi. Dầu nóng á. Xong rồi mẹ cho ăn. Rồi bây giờ là còn mấy miếng này là cuối cùng. Xong một dĩa. Cái ghế đứng vậy là dễ té chặt giòn cái rồi. Ô, con nó ăn rồi kìa. Kỳ quá Viên ơi, xấu quá à. Tóc khô chưa? Mẹ cho cột bớt lại đi. Đây mẹ cột lại cho. Mới gọi đầu đâu nè. Ăn mẹ.
chơi với tụi nó. Cái gì vậy? Ai hát em không biết luôn á anh hát. Ông ngoại. Đúng không? Trong khi anh hát chứ. Đây là bữa tiệc của em ăn rất là ngon là ôi mà ăn nguyên dĩa vậy đó hả? Ngon quá mà leo. Cái này gì hả? Dạ thịt mũi á. Rổ mũi á. Giòn gập gập. Ngon quá. Ngon quá. Cắn miếng ơi. Cắn miếng ơi. Nhìn Khánh này nó mê phim Tài Thiên. Ngon quá ngon. Ừ. Cháu ngoại ăn đi cho mau lắm. Học hành cho hay. Rồi, hết to rồi hả Huyên? Quá hả? Giỏi, quá giỏi. Giỏi hết chứ giỏi. Hôm á, nó ăn 3 chén á. Nó ăn như tôi á. Hồi sáng quá, ăn 3 chén. Hồi xưa. Hồi xưa hả? Chưa. Mới ăn cho con. Mới thêm miếng nữa ha. Ít thôi. Ăn 3 chén.